Em thích ăn nhiều topping đúng không? Chị sẽ cho em rất là nhiều luôn. Mình không ngờ mình là một người thông minh đến như vậy. Trời ơi, chị phải công nhận á, trà sữa là ngon hết á. Sao vậy? Sao em mút má không lên ấy? Của chị có lên không? Đương nhiên rồi, nhìn này. Mình sẽ làm cái gì đấy trôi. Ở nhà chẳng có trò gì, sẽ cắt cái này ra cho vào đây. Ai gọi chuông rồi? Su ơi! Su! Dạ! Ai gọi chuông kìa? Bạn em ấy. Chị đang mở hộ em cái. Em đang làm gì đấy? Em đang sửa việc. Trời ạ. Này cháu, trà sữa này. Ơ, cháu, nhà cháu đặt à? Ừ, nhà cháu đặt đấy. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú ạ. Ừ, cháu chào chú. Ừ, chú chào cháu nha. Ừ, sushi nhá. Uống mà không mua cho mình, mua có mỗi một cốc. Sushi ơi. Dạ. Em đặt trà sữa đi ạ. Vâng. À, làm trà sữa, mua trà sữa mà không cho mình uống nhá. Được. Chị sẽ có trò hay với cưng. Sẽ cho em mình một cảm giác rất là rô mốt. Dám mua mà không bảo đấy chị ạ. Mình đã để nó lại rồi, thật là thích thú. Wow, em thích ăn nhiều topping đúng không? Chị sẽ cho em rất là nhiều luôn. Mình không ngờ mình là một người thông minh đến như vậy đó. Yeah. Wow, màu công nhận giống luôn. Cho em đầy cốc luôn cho em sướng nhá. Trời ơi. Wow, phải có nắp nữa. Cái nắp rất là hoàn hảo. Trời ơi. Ai bảo đây không phải là trà sữa, nhưng trà sữa lại rất đặc biệt. Chúng ta có thể chơi được và không có thể nào ăn được. Tối hôm qua mình thật là thông minh và mình đã giữ lại nó. Hôm nay nó đã có tác dụng đối với mình rồi đó. Một sản phẩm dành cho cô em gái. Ai bảo không giống nhau. Tên tên. Quạt này á, em mình cứ gọi là hút á, bóp cả cái má vào cũng không được. Sushi ơi! Dạ! Ra đi, trà sữa đến rồi này. Mà sao em gọi có một cốc ấy, chị phải gọi thêm một cốc nữa đấy. Không phải nhanh á. Ừ, uống đi. Cắm tóc à? Ừ. Trời ơi! Chị phải công nhận á, trà sữa là ngon hết á. Sao vậy? Em mút má không lên ấy, của chị có lên không? Đương nhiên rồi, nhìn này. Trời ơi, trà sữa vừa béo mừng ấy. Trời ơi, da nữa. Đúng em. Trời ơi. Mà sao hôm nay em sức khỏe em kém vậy? Sao vậy? Em thử của chị đi. Trà sữa thì từ đây em nhìn thấy hai cốc giống hệt nhau không? Của em, chị uống bớt đi rồi. Em thử của chị đi. Của đứa nào đây uống chứ, em mua rồi sao em còn không uống? Em nghi ngờ lắm á nhà. Sao nghi ngờ? Ở trong cái cốc này có mùi lạ, có mùi lạ. Mùi gì đâu? Nó lạ mùi gì à? Ấy của em đây uống đi. Trời ơi, ngon này, không uống hơi phí. Ơ sao trời ơi? Mà sao? Em biết ngay là tiền cho em à? Tại sao em lại gọi có một cốc này xuống? Nên là chị mới nghĩ ra một trò. Chiều em ý thôi mà. Em hết tiền rồi, em định mua một cốc để hai chị em uống chung mà. Thôi này à, thế thôi chị xin lỗi. Nhưng mà cốc này cũng được mà, chúng mình có thể chơi được. Em chả thích chơi còn gì. Đúng không? Nhưng em thấy có giống không? Giống thì giống rồi. Giống không? Giống y xí cốc trà sữa không? Đấy, chị này. Đấy. Thích không? Thích không? Ờ, giống không? Giống không? Này, này. Thế bây giờ của em cốc này của chị nhá. Không, có uống chứ. Không uống à, này thì em uống đi. Làm gì mà gớm thế, người ta làm cho trôi rồi mà. Chứ thấy là than đấy. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Lên cuối này những hạt chân trâu nó sẽ nhảy ra đấy. Chân trâu. Giống không? Chị làm siêu không? Chân trâu này. Ừ, giống thật không? Giống thật không? Đúng. Đấy, nào, uống, vừa chơi vừa uống. Thế nhá, bây giờ nhá, cốc đấy thì em vừa chơi được, còn cốc này thì chúng ta cùng uống chung được. Chị là người chị quá tuyệt vời luôn.
chị xem giống nhở. Ôi cái hạt đấy à, hạt này à dung. Ừ, đúng là hạt chân trâu luôn. Cái gì luôn hả? Thế nào bây giờ Su có thành cái chơi không? Sướng không? Ừ. Đấy. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.